Hỏi Minh Chi. Xin đi đi nè. Mấy cậu, mấy cậu, mấy cậu. Dạ, mấy cậu nó hỏi Minh Chi. Thế tại nó. Cậu nghĩ tôi nói chứ hỏi mấy cậu đó. Mấy cậu nó hỏi Minh Chi. Thì cái gì là, mấy cậu nó hỏi Minh Chi. Mặt cậu là hỏi Minh Chi. Cái cai thì mặt khẩu là hỏi Minh Chi hay đăng nữa. Còn mặt khẩu mình cai được rồi phải. Biết rồi nhưng cái mặt khẩu là hỏi Minh Chi. Mau. Cái kia liền gì hả? Cái mặt khẩu là hỏi Minh Chi. Ơi phải, ơi phải. Ơi phải bố là chưa? Chưa. Bơm bẹn sụp chưa? Chưa. Tôi khổ về à lắm. Cười. Sao mặt khẩu Minh Chi? Cái này vô wifi nữa. Này, cái vô cái chữ wifi đi. Mật khẩu là hỏi Minh Chi. Mật khẩu là chi? Hỏi Minh Chi. Nó nó gọi nha. Mật khẩu mô, mật khẩu của mày. Mày đi đi. Anh vừa. Đứng mà mô mật khẩu của đoàn đi mô. Hả? Mô mật khẩu của đoàn đi mô, vô cài đặt này. Wifi này. Đến từ sáng quá hiểu. Bật này. Đây đây. Mật khẩu là hỏi Minh Chi. Hả? Hỏi Minh Chi. Hỏi để chi đấy chứ. Tôi đang nói là mật khẩu là hỏi Minh Chi. Hỏi Minh Chi đấy đó, nổi. Cái mật khẩu đó là, là hỏi Minh Chi. Ý là cái mật khẩu là hỏi Minh Chi. Đồ điêu. Điếc cái ảnh này. Ba ảnh mua đây đây đây. Cái tư cái khóa mật khẩu đó nè. Ta đặt mật khẩu lên cái tư là hỏi Minh Chi. Ảnh cái tư hỏi Minh Chi là được. Điếc cái ảnh nó mất. Nó mất nhọc rồi mẹ con ra đi đấy. Điếc đâu. Điếc mày đấy. Cái này mẹ chuẩn nhá. Mật khẩu là hỏi Minh Chi không biết. Có hiểu ạ, à, mà cậu làm gì? Mọi ơi, cái như vậy trở về đăng. Dư ẩn vô đây là hỏi hỏi Minh Chi là được này. Này, ẩn cái tư hỏi Minh Chi. Hỏi Minh Chi đấy dám. Mật khẩu là hỏi Minh Chi. Mật khẩu là Minh Chi. Dư ẩn vô đây là hỏi Minh Chi là được này, mật khẩu đó nè. À, mật khẩu đó, hỏi á. Dư ẩn hỏi Minh Chi là được. Ẩn cái tư hỏi Minh Chi là được. Má hỏi ai? Cái mật khẩu chứ đăng nữa, đăng tôi ổ mất ngay. Tôi mệt vì họ à quá. Cái tư lên chứ à, nên tôi cái tư hỏi Minh Chi là được. Má hỏi để Minh Chi. Cái mật khẩu cái đấy mà quay phải đi. Là cái tư này là hỏi Minh Chi. Hỏi Minh Chi cả. Ý là tôi là chứ ẩn bố cái này hỏi Minh Chi là biệt chi. Ôi, anh hoa tên nhiêu ơi. Hả? Tên nhiêu ơi. Thế là thế này, dư ảnh một cái mật khẩu nó hỏi Minh Chi cho tôi vậy. Em không chạy em đây mày tắm. Đừng có tiền nữa, tôi nói là mật khẩu, cái tư mật khẩu cho tôi hỏi Minh Chi. Tiền. Không, tiền em đừng có. Hả? Chạy bay tắm á. Mà tôi nói cái mật khẩu nó là. Chạy bay 200. Thế đừng có khóc nè. Chạy bay 200 đó. Mẹ có nghe đừng có đứng có trắng mà ảm đuối nữa. Đừng mà tôi bật cười. Anh ấy ẩn mật khẩu là hỏi Minh Chi. Nó hỏi Minh Chi ạ. Tôi nói mật khẩu. Tức là cái chữ này là hỏi Minh Chi ảnh. Vô cái chữ hỏi Minh Chi là ra. Vô mất. Tôi khổ về à lắm. Mấy năm mới tôi khổ đi đấy. Chứ là lồn leo trô leo. Mất là hỏi Minh Chi ạ. Cái mật khẩu là tên là hỏi Minh Chi. Cái ảnh cái này. Cái ảnh cái gói này. Cái ảnh cái này tôi cũng ngây à. Này. Cái tên của tôi là tên bơm bẹt sộp này. Cái dư ảnh hỏi Minh Chi được. Hạt to ý hỏi này Minh này. Minh Chi. Hỏi Minh Chi, mật khẩu là hỏi Minh Chi mà cứ. Để mà cứ mãi. Ê, phải, em hỏi là tôi ơi, bác đây phải đâu phải còn mật khẩu chứ. Cái mật khẩu là tên hỏi Minh Chi. Hỏi Minh Chi để bắt gỡ phá là xì gì vậy? Hỏi Minh Chi cười thôi. Nhưng mà được chưa? Bà ấy không làm chuyện đấy, Minh tôi cười ổ mít đây này. Được chưa? Rồi.
Còn cái mật khẩu tên nó hỏi mật gì? Nó hỏi mật gì ạ? Cười đấy. Cười đấy. Mà nó cười đến mất cái mật khẩu ạ. Bởi sao ai hỏi mật khẩu của cái túi nè? Đọc đến cái đấy mật khẩu là hỏi mật gì? Cái mày có nên cái này tôi chết mất. Không. Tôi cười về có nên là tôi chết.